huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa bước sang tuổi 73 vào ngày 21 tháng 6, trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup nam và nữ. Ông vượt qua cựu huấn luyện viên Otto Rehhagel, người đã 71 tuổi 317 ngày khi dẫn dắt Hy Lạp gặp Argentina tại World Cup 2010. Trung vệ Nigeria Onome Ebi và tiền đạo Canada Christine Sinclair có cơ hội trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trên 40 tuổi thi đấu tại World Cup nữ. Kỷ lục tuổi giữa hai cầu thủ cùng ra sân thi đấu thuộc về Formiga và Mac của Brazil năm 1995 với khoảng cách 22 năm 65 ngày. Tuy nhiên, kỷ lục này đang bị đe dọa bởi cặp đôi Lara Isponda và Nina Correa của Argentina, 22 năm 86 ngày, và Keiji Fe Kim Jong Mi của Hàn Quốc, 22 năm 256 ngày. Trong trường hợp Keiji Fe thi đấu trong một trong hai trận đấu cùng Hàn Quốc, cô sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup. Keiji Fe sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup khi thi đấu trong trận đấu mở màn giữa Hàn Quốc và Colombia vào ngày 25 tháng 7 khi cô mới 16 tuổi 26 ngày. Kỷ lục này hiện thuộc về Ifeanyi Chihun từ Nigeria với 16 tuổi 34 ngày tại World Cup 1999. Cô cũng có cơ hội lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu này nếu ghi bàn ở bất kỳ thời điểm nào. Kỷ lục hiện thuộc về Elena Danilova của Nga với 16 tuổi 107 ngày tại World Cup 2003. Đội tuyển nữ Na Uy đã lập kỷ lục ghi bàn trong 15 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup nữ 1991, 1995 và 1999. Đội tuyển Anh và Mỹ đang gắn kết với lần lượt 13 và 12 trận, hoàn toàn có khả năng phá kỷ lục này tại kỳ World Cup lần này. Bốn nữ cầu thủ Mỹ gồm Juliet Alex Morgan, Megan Rapinoe, Alyssa Naehe và Kelly O'Hara đang hướng tới san bằng thành tích của huyền thoại Brazil Pele, cầu thủ bóng đá duy nhất 3 lần vô địch World Cup. Họ đã vô địch năm 2015 và 2019 và có thể trở thành những cầu thủ đầu tiên góp mặt trong 4 trận chung kết World Cup.